Tin giáo sứ Bình Long, thánh lễ tạ ơn 13 năm cung hiến nhà thờ Bình Long. Chiều thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018, thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 13 năm cung hiến nhà thờ Bình Long được cử hành long trọng vào lúc 18 giờ tại thánh đường giáo sứ Bình Long. Thánh lễ do cha chánh xứ Xe Cao Đình Phương chủ tế cùng sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân chúa trong và ngoài giáo xứ. Trải qua hơn 40 năm đồng hành và thăng tiến cùng nhau, ngày nay Cộng đoàn Giáo sứ Bình Long cùng quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu, dâng tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Thánh lễ không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 13 năm cung hiến ngôi thánh đường, mà còn tạ ơn Thiên Chúa đã đồng hành, yêu thương, gìn giữ Cộng đoàn trong suốt chặng đường mấy mươi năm qua. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Du Xe Cao Đình Phương đã bày tỏ lòng tri ân đến các vị linh mục tiền nhiệm đặc biệt đến cha Du Xe Quang Minh Tuấn, đấng đã đồng hành sát cánh cùng bà con giáo dân Bình Long hơn 20 năm qua, ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của giáo sứ. Cộng đoàn cảm nghiệm thật sâu sắc sự quan phòng yêu thương mà Thiên Chúa dành tặng cho con người Bình Long. Cha Du Xe cũng bày tỏ lòng tri ân đến tất cả bà con giáo dân Bình Long, đặc biệt đến các ân nhân đã hy sinh công của bằng cách này cách khác vào sự phát triển chung của giáo sứ cha sở đã rất xúc động khi cùng cộng đoàn cảm nghiệm lại một chặng đường mà gia đình giáo sứ Bình Long đã đi qua. Từng hình ảnh, từng con người, từng những chi tiết nhỏ nhất thuộc về giáo sứ được tái hiện cách sống động giữa cộng đoàn. Từng giọt lệ ngọt thơm trong thánh lễ xin dâng tất cả lên Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc vào lúc 19 giờ, tất cả cộng đoàn cùng lưu lại sân nhà thờ, cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc buffet do chính giáo dân giáo sứ Bình Long chuẩn bị trong không khí rộn ràng vui tươi cùng ánh sáng lung linh như thắp nến một góc trời giáo xứ bình long tâm tình của từng người đêm nay thật hạnh phúc và đông đầy yêu thương ước chi không gian đêm nay không dừng lại để cộng đoàn không phải nói lời chia tay niềm vui quá thật ngọt ngào